Đẻ hai nhóc liền tùy tùy luôn. Dạ đúng rồi. Hai đứa cách nhau bao lâu? Dạ cách đúng 13 tháng chú. Ồ. Năm 2018-2019. Sao mà mấy đứa lại để vỡ kế hoạch như vậy ta? Tại chồng con. Lúc đó con cũng chưa biết chồng hết gì thì tạm thời con nói chồng con, anh xài bao gì đi để cho chắc cho em đi. Không, anh yên tâm đi, anh có cái kinh nghiệm của anh kinh nghiệm của anh lắm. Có kiến thức. Anh có kiến thức, anh canh hết rồi. Con tên là Kim Khánh, con tới từ quận 9 và công việc của con hiện tại là kinh doanh phụ ông xã và ở nhà nội trợ. À, nội trợ. Chứ không có là diễn viên, cũng không có làm gì trong showbiz luôn. Dạ không, con không làm gì hết. Vậy đó hả? Ủa năm nay Kim Khánh bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay con vừa tròn 27. 27 tuổi. Rồi mời con. Chào chú Quận, chào Hùng Vân, con tên là Triều Sơn. Năm nay con 30 tuổi, hiện tại con đang làm kinh doanh. Kinh doanh về mảng nào Sơn? Con làm về bất động sản. Hai đứa là đã có baby chưa? Dạ rồi. Con được hai bé, một bé 4 tuổi, một bé 3 tuổi. Wow. Tuổi trẻ tài cao dữ ạ. Ê, cưới nhau bao lâu rồi? Dạ con cưới được 5 năm cô. 5 năm rồi hả? Quen nhau từ trong lúc đi học hay gì? Cái quen nhau là cũng là một cái tình cờ. Con với chồng con là cùng học đại học Hoa Sen. Trường bên con thì bắt buộc là khi mà muốn ra trường thì phải tốt nghiệp xong 4 cái lớp mà chuyên ngành anh văn của trường á. Thì mới ra trường. Cái lớp đó là cái lớp cuối cùng. Chồng con thì học mấy môn khác xong rồi nọ môn đó lại. Còn con thì con theo đúng tiến trình thì bắt đầu gặp nhau. Cái ấn tượng nhất đầu tiên con bước vô ngày xưa là chồng con rất là đẹp trai. Quần sáng lai, xong rồi đeo len, chải tóc rồi bắt đầu đi học xách ba lô đi vô. Nên như là khoái rồi đó. Đúng rồi chú, lòng nhưng mà chồng con ngồi lạnh lùng lắm. Chồng con ngồi sao, chồng con ngồi nghiêm túc lắm. Thôi bây giờ mình hỏi đi, Sơn. Cái lần đầu tiên con gặp vợ con thì con thấy sao nè? Lần đầu tiên gặp vợ con, giống là nhìn hiền, hiền thơ. Kiểu là dưới quê. Ý là hồi đó quê đó là dưới quê thiệt đúng không? Dạ đồng nai. Lúc đầu con đi học á là con học đúng buổi thôi. Xong con nghỉ hết. Ủa sao vậy? Tại không bận đi làm. Làm gì? Con làm kinh doanh về iPhone. Nhập điện thoại về bán hay là làm? Dạ đúng gì? Rồi, dạ đúng rồi. Con đi học đúng buổi thôi, trường cho nghỉ được 14 ngày là nghỉ hết 14 ngày luôn. À, để lo khởi nghiệp, lo làm ăn đó phải không? Dạ, tới khi trường mà không cho nghỉ nữa mới đi học lại. À vậy đó hả? Mà cái lúc đó cô có nghĩa là con bị hụt hẫng đó cô. Cái ngày đầu tiên đi học thì cảm giác là cô khi mà cô vô cái lớp mà lúc đó con còn chưa có quen ai, con còn đang ế, cũng như là cô bắt được cái mối rồi đó là con vui trong lòng rồi. Cái con về lúc đó thì con là ở thuê nhà, con ở chung với bạn ở cùng quê con luôn. Thì con trẻ nói ê mày, nay tao có động lực tao đi học rồi, nay có trai đẹp là ông này. Dạ đúng rồi, chính ông này. Tự nhiên mấy bữa sau là ông nghỉ luôn tuần 14 ngày luôn. Đó là con cảm thấy là con thất vọng, là không có còn gì vui nữa. Aquaseline lăn nách không mùi từ châu Âu, giảm mùi hôi khô thoáng nách đến vài ngày. Vậy thì sao các bạn lại gặp nhau sau 14 ngày đó. Đi học lại trong cái lớp mà con học chung á thì mấy cái người đó nói là tại em không biết á, cùng khóa với anh thì anh biết cái thằng đó nó là BD. Cái thằng đó nó là BD. Trời ơi, nó cặp mà nó cặp thứ dữ không à. Nhưng mà trong cái cánh mắt của con mà khi mà con dò xét Facebook của bạn này rồi xong rồi kiểu như con nhìn thì con nói theo con nghĩ nha, bạn không có BD. Cảm nhận đó, cảm nhận của con không có BD. Nhưng mà khi mà con đưa hình bạn này cho bất kỳ ai thì người ta cũng nói là bạn này BD. Kế bên con ngồi lúc đó thì cũng có một bạn là như vậy. Thì ngồi chơi thân với con lắm. Anh này ảnh hay lên chọc cái bạn đó. Thì con cũng nghĩ thôi chết tà rồi, thiệt rồi. Vậy cái lớp học đó nó kéo dài gần 3 tháng là kết thúc khóa. Thì khi mà gần kết thúc á thì cái bạn kế bên con bạn nghỉ. Thì chồng con lúc đó là mới lên phía con ngồi nói chuyện với con. Cái con mới nói chứ ủa sao nay lên đây vậy? Nó đâu đi học đâu mà lên đây kiếm nó. Cái chồng anh nói không, thích lên đây ngồi chơi vậy á. Cũng chính vì cái điện thoại của cô là con bị hố một cú quá mạng luôn. Sao? Lừa con bán điện dạ, thoại không hay sao? Không phải, có nghĩa là nghĩ anh này trời ơi xoái ca mà. Vì lần đầu tiên lên nói chuyện với con thôi mà thấy cái điện thoại con nó bị nứt cái màn hình cường lực. Ảnh mới rút trong cặp ảnh ra một sấp mà cường lực vậy nè cô. Ảnh lấy ra một cái anh dán cho con. Rồi nói con vậy nè. Cái này á là 400 ngàn một miếng á, cái này là loại cao cấp nhất á, anh tặng em. Trời ơi, trong mắt con nhìn lúc đó trời ơi khoái nữa, khoái con trời ơi lên điểm trai con nhà giàu học giỏi mà ga lăng nữa, xong xuống thấy đi SH đi học nữa cô. Trời ơi lúc đó đối với con là như nam thần luôn cô. Rồi sau này quen nhau thì đi lấy hàng, lúc đó con mới biết là giá trị của nó chỉ có 10.000 miếng thôi. Giá trị của nó chỉ có 10.000 miếng thôi. Trời đất ơi, có 10.000 miếng mà anh dám nói tôi 400.000. Đúng rồi, trước khi á quen á phải nổ dằn mặt trước để cho sợ. Con với anh này quen nhau nè, ảnh có mẹ, ảnh dắt con về chơi. Lúc đó còn kêu là cô cứ kiểu là rủ con ở lại nhà chơi, kêu là ngủ lại rồi sáng rồi đi về. Tại vì là lúc đó mẹ chồng con chỉ rảnh ban đêm thôi chứ không ban ngày không có rảnh, đêm thì dắt tụi con đi chơi. Nhưng mà ba ruột con thì không có cho. Ba ruột con nói là con gái chưa có lấy chồng không có được như vậy. Có một lần là mẹ chồng con thử làm kịch liệt luôn,
mày đây không có về. Cô Thi gọi điện, cô Thi xin cho. Nhưng mà ba con vẫn là lấy xe đón con về. Lúc đó là ngay dịp Tết, hai bên gia đình chính thức gặp nhau á. Mẹ chồng con cũng đề nghị cho lên, rồi ba con cũng kiểu là thôi, nó chưa lấy chồng không có lên vậy được. Mẹ chồng con phán câu bây giờ anh muốn cưới ngày nào em cưới ngày đó cho anh. Nhưng mà lúc đó là Sơn và Khánh là đã quen nhau rồi đúng không? Tính là mới quen nhau, lúc đó là chỉ được khoảng chừng 2 tháng. Chồng con dẫn con về nhà gặp mẹ chồng. Thì là con mẹ chồng con... ứng liền luôn. Đúng rồi, ứng liền luôn. Nhưng mà con có dẫn ảnh về bên nhà của con không? Dạ có luôn. Lần đầu tiên mẹ con gặp là mẹ con chấm luôn. Ưng luôn. Hai bà chấm rồi đó. Mẹ con coi tử vi, chấm tử vi á. Từ khi con còn bé, mẹ con đã nói nè, sau này á, chồng của mày á, tao nói là tuổi thân, mà phải đeo mắt kính nha. Khi mà mày dắt đúng cái thằng đó về thì nói chuyện với tao. Là tuổi thân đeo mắt kính chính luôn. Chính xác luôn. Ủa nhưng mà lúc đó con nói là ổng đeo contact lens mà. Đúng rồi, nhưng mà ổng vẫn cận cô, mấy ngày sau thì ổng đeo kính lại. Như vậy là chắc có lẽ là tiến hành cái đám cưới nó nhanh lắm đúng không? Dạ nhanh, tại vì á con với anh Sơn tính đâu quen nhau có 6 tháng là tụi con nó đám hỏi rồi. Đám hỏi xong là khoảng 10 tháng sau là tụi con làm đám cưới rồi. Là vẫn còn đi học đúng không? Dạ vẫn đi học. Cưới xong thì con vẫn còn 3 môn cuối. Khi mà con đăng ký xong thì con phát hiện ra con có bầu. Con cũng vác cái bầu đó con đi học tiếp trong vòng 3 tháng đó luôn. Tới khi bầu con được 3 tháng rưỡi là con học xong. Nhưng mà con còn cái thực tập tốt nghiệp là con bảo lưu đó, để con sanh bé xong á thì con quay lại trường con thực tập tiếp. Nhưng mà con lại bắt đầu con dở kế hoạch tiếp là con đẻ năm 1 luôn. Rồi tới giờ này con vẫn chưa ra trường. Đẻ hai nhóc liền từ từ luôn. Dạ đúng rồi. Hai đứa cách nhau bao lâu? Dạ cách đúng 13 tháng chút. Năm 2018-2019. Sao mà mấy đứa lại để vỡ kế hoạch như vậy ta? Tại chồng con chứ không phải tại con. Đấy là cái vấn đề mà tới giờ này con vẫn còn nghiêm luôn. Lúc đó thì con mới sanh đâu được có 3-4 tháng thôi. Bác sĩ yêu cầu là con còn cho bú thì nên uống thuốc ngừa thai. Thì bác kê cho con cái loại mà cho con bú á, cơ thể con nó phản ứng. Lúc đó con cũng chưa biết dùng phép gì thì tạm thời thì con nói chồng á, anh xài bao cái gì đi để cho chắc cho em đi. Không, anh yên tâm đi, anh có cái kinh nghiệm của anh kinh nghiệm của anh dữ lắm. Anh có kiến thức. Anh có kiến thức, anh canh hết rồi, anh không bao giờ đâu, yên tâm. Và ngay cái đêm hôm đó con nhớ luôn là cái ngày mà ra em bé là đúng 3 giờ sáng. Con bầu 3 tháng rưỡi bé sau con mới biết, tại vì đứa bé sau là con không có nghén. Con chỉ bị mất tháng tới tháng không có. Thì con mới đi khám. Con đi khám thì vừa vô bác sĩ khám liền nói thì cái này bác nghi em có bầu rồi. Cái em mới sửng nói em có bầu sao được bác, tại em nghĩ là em cho con bú á thì em bị rối loạn này nọ thôi. Trời ơi, bác là bác sĩ sao cãi bác vậy? Sao cãi bác được đó. Bây giờ đi qua đi cho giấy nè, đi siêu âm đầu dò coi thử làm sao. Vừa vô siêu âm thì người ta để tới đó, trời ơi bự quá rồi, siêu âm đầu dò cái gì nó mà đầu dò, siêu âm bụng. Lên 3 tháng rưỡi rồi cô, hình hài rồi ra hết biết chứ. Là suy ra là cái buổi sáng 3 giờ đó phải không? 3 giờ ngay cái vậy là mấy đứa là đã cưới nhau được 5 năm. Đúng rồi, vô hôn nhân đi, vô hôn nhân. Hai con. Coi chương trình Vợ Chồng Son thì biết cái phần đặc sắc nhất là phần nào đúng không? Khui tật xấu á. Đúng không? Cho nó khui trước đi. Con đang canh dữ lắm mấy này. Lên con. Nhường con luôn. Con nhịn cả tuần lại. Có nghĩa là được mời chương trình là chuẩn bị sẵn á đúng không? Dạ, cứ mời á, xong cứ có hâm. Anh coi Trần Tuấn lên chương trình. Cái mình phải nhịn. Cái gì mình phải nhịn hết. Để lên đây mình nói. Có nghĩa là ghim rồi để lên đây để mà nói nhưng mà bị vợ hâm hè tới thời của mà con tới đây rồi đó. Dạ, nói đúng đi. Rồi đó, lên tới đây rồi phải nói chứ. Từ lúc mới quen á thì cứ hở chút là đòi con phải chia tay, rồi tưởng cưới về thì bình thường, ai dạ cưới về ly dị đi, hở chút ly dị. Lúc yêu là chia tay, dạ. Mà lúc cưới là ly dị. Ly dị. Có hai. Tới bây giờ còn không? Ly dị đi, ba má tôi đồng ý rồi, anh xuống anh ký giấy đi. Cái mình mới xuống hỏi, mẹ đồng ý cho ly dị hả? Làm gì có, con tao gả đi là của mày rồi, tao không có không nhận lại đúng không? Không nhận lại. Anh gửi đi rồi không nhận lại. Ừ. Lý do gì mà con cứ đòi ly dị nó? Tại con với chồng con bị khắc khẩu á cô, gây lộn liên tục, có khi tháng gây lộn mười mấy lần chuyện bình thường. Cái vấn đề gì tụi con cũng có thể gây lộn được hết. Nhưng mà giận lâu không? Có một lần giận gần nhất là mà lớn nhất là khoảng chừng 5 rưỡi về trước á. Là con giận xong con bỏ về dưới quê con á, là tụi con có một cái nhà riêng ở dưới. Con cũng có một cái shop thiết kế với đó là con đặt tại cái nhà đó luôn, là con bỏ về dưới 3 ngày. Con không có cho xuống nhà mà con dặn nhân viên của con á. Là thấy anh thì đóng cái cửa lại nha, tuyệt đối không cho vô, còn đứa nào ta vô ta đuổi. Cái đêm hôm thứ hai mà qua ngày thứ ba á, là gần rạng sáng á cô, là chồng con đột nhập vô nhà cũng tầm 3 giờ đêm đó. Dạ 3 giờ đêm cho nó nhớ. Ủa sao mẹ nó giống như ăn trộm vậy ta? Sao mà nó canh me vào lúc coi như là rần rạng sáng để mà nó hành động không à? Con nhớ rõ ràng luôn là cái cửa con đã khóa kỹ rồi. Thì cửa tiệm mà là cái cửa điện á, là con cầm một cái, con bé quản lý con nó cầm một cái,
thì con ngủ cái đêm đầu tiên ở nhà rộng thì con sợ, đêm thứ hai con mới kêu mấy nhân viên nó ngủ lại tại con sợ ma. 11 giờ là con đi ngủ rồi, thì tới gần 2 mấy sáng á, nhưng con nghe cái cửa phòng con nó gọt kẹt vậy nè. Con sợ quá cô, con không biết nó là cái gì mang. Con nói trời đất ơi cái gì vậy, kêu hả kêu. Thì ông mở cửa ông xong vô, ông bật ngửa con ra, con nói trời cái gì vậy, sao giờ này đi xuống đây được mà sao anh chui vô nhà tôi được, tôi đã cấm anh xuống đây mà tại sao anh vô nhà tôi được, tại sao cái cửa này anh có chìa khóa mà anh giấu tôi, xin lỗi này nọ nọ kia đủ thứ cái á cô. Thì lúc đó con thấy xìu thôi. Nói chung là xuống hai đêm là chuyện 3 giờ sáng. Dạ 3 giờ sáng cô. Rồi con thì con bị khó ngủ cô, con buổi tối á, trước khi con ngủ là con phải ngậm kẹo ngủ, mà cứ 2-3 giờ sáng ông coi đồ cô, coi quần coi áo coi giày coi dép mê lắm. Thì coi thì muốn cái gì sáng nay nói đi, không đập con vậy em áo này đẹp nè, coi đẹp không, áo này đẹp, dạy 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 dạy. Lúc đó con dậy luôn là con thức tới sáng luôn. Là bạn này là người nước ngoài chứ không phải nước Việt. Dạ đúng rồi. Ban ngày thì ngủ cô. Đó. Bên này là đang kể tật xấu mà đúng không? Dạ đó, tôi đang tính nhắc nè. Ủa vậy tật xấu bả là gì ta? Bây giờ học cái hay đòi ly dị. Hay đòi ly dị. Rồi. Nữa còn cái gì nữa? Có đam mê làm đẹp. Làm đẹp mà má ruột nhìn ra luôn. Làm đẹp mà má ruột nhìn ra luôn. Ủa là chứng minh nhân dân chứ cái mặt thiệt bây giờ. Không có luôn. Ý là cái nét như vậy. Nhưng mà làm quá thời trang điểm make up rồi nó khác á. Em bữa có lần con chụp hình con đi chơi bà này và khoe má má này, tụi con chụp hình nhìn đẹp không, mà chụp với nhỏ nào vậy, phải chụp với con tao thì nó ghen. Con mới nói là con mẹ đó. Bà kêu con tao không có vậy. Tiếp đi, còn gì hơn nữa không nè? Mỗi cái gì mà liên quan tới con á, giống như là con cần cái gì mua đồ hay là cần bất kỳ thứ gì hay là đi ra ký giấy tờ, từ từ không quan trọng, còn mà liên quan tới bà hư mọi thứ đều phải là chạy theo chung bà gì hết. Đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ theo thay đổi điều con gì? Mong vợ con thay đổi điều gì nhất? Chỉ có điều là cho con ra đường tí. Mỗi lần ra đường cái là nhà sóng gió. Thế nào mẹ con, mẹ ruột con kêu mày đi đâu mày đi lẹ lẹ về làm tao cái không, nhà tao đổ nợ. Vậy hả? Ghen hả con? Ghen thì không ghen, con, mà kiểu con hay kiểu là chiếm hữu. Đúng rồi cô. Nhưng mà đó giờ có dính trận nào không? Không có dính trận nào, chỉ có duy nhất một lần đó là chồng con mua khẩu trang của cái bạn nữ đó, mà bạn nữ đó lúc trước chồng con thì cũng có nói chuyện tình cảm nhưng mà không có đi tới đâu. Mà lại thấy là con không có thích, tại sao khẩu trang bán tràn lan mà không mua, phải mua đúng cái bạn đó thôi. Thì nói chung là con không chịu, hiểu rồi, con làm lớn chuyện lên nó là phải lóc đít bạn đó luôn, không có được nói chuyện, gây lộn xong rồi con lại khóc hòa lên. Thì mẹ chồng con lại chạy ra, chuyện gì, trời ơi, tại sao mày lại làm như vậy, tại sao mày lại để vợ mày. Nói chung là mẹ chồng con thì hay binh con, trời mày vậy là không đúng, là mày vậy là sai rồi, từ đầu tới cuối đâu số điện thoại nhỏ đó đưa đây cho tao, đưa đây tao gọi cho. Đừng ai nói con sợ vợ, vợ con là ai cũng sợ á. Rồi giờ con mong muốn vợ con thay đổi điều gì nhất? Không cần thay đổi gì, thấy cứ vậy là được. Nãy mới ước ao được cho là được hai bây giờ vậy. Ừ, nhỏ nói xong cái im ru đi, sợ tối nay 3 sáng không cho làm gì. Vợ về thấy con đó. Xấu chồng con là chỉ có đúng cái thôi, là nhây, tánh nhây á cô, hay giỡn hay chọc với lại kiểu hay nói nhảm á, nói từ sáng tới chiều nói những cái mà người ta không muốn nghe mà cứ nói hoài. Chiều hôm qua con đi kêu đi tẩy răng á, để cho lên chương trình nhìn nó sáng sủa đẹp, con tẩy nha Khoa không có vấn đề, rất là êm, mọi thứ rất là ok luôn. Nhưng mà tới chồng con thì cái sức chịu đâu, chồng con xưa giờ nó dở lắm cô, lấy máu hay gì cũng không dám lấy nữa. Vừa bước xuống trời đất ơi, đau như quỷ bắt người ta làm, trời ơi bây giờ nó ê nè, trời giờ không nói được luôn, trời ơi giờ chịu hết nổi rồi, trời ơi là trời cô ác lắm, cái gì mà thấy cô bắt người ta làm người ta không chịu làm mà bắt người ta làm. Mà cô biết nói con từ 3 giờ chiều tới 12 giờ đêm, mẹ chồng con á nghe chỉ có 1 tiếng đồng hồ thôi mà mẹ con còn cảm thấy là áp lực, mẹ nói tao chịu hết nổi rồi, mày nói con này con Khánh á không bỏ mày đi, tính ra nó cũng hay lắm luôn. Tao nghe mày nói mấy câu tao khùng lên rồi, trời ơi ê quá chết rồi, trời ơi con nước muốn sinh lý không, có hút giảm đau không, mày không có được ra đường. không nói chuyện mình vợ mình thôi. Con có mốc giờ cho ra đường, từ 1 giờ tới 5 giờ chiều là không có cái việc gì làm, anh có thể đi đâu anh đi anh, nhưng sau 5 giờ chiều anh phải có mặt ở nhà để anh chở vợ con đi chơi. Giờ nó nắng á, đi đâu được, nắng quá nắng mà nó bắt đi tập gym. Trời ơi giờ mà đi nửa tiếng gọn lần, anh đang ở đâu làm gì, có tiện không đi mua đồ giùm. Tại vì anh nói chuyện không có cái kiểu uy tín, chồng con là đặc biệt là không có uy tín. Thí dụ như là mình đang ở đâu, mấy giờ mình về tới thì chẳng hà cứ nói thẳng giờ, từ đó tới nhà là 45 phút 45 phút nên về anh đang đó, làm cho mình đỡ trong. Nhà con là ở ngay quận 9, cái đường Đổi Xương Hợp đi vô, từ đó đi ra cầu Rạch Chiếc thì nó chỉ mất khoảng 5 phút thôi là đi đường tắt. Ví dụ con gọi đi, anh đang ở đâu vậy, anh tới cầu Rạch Chiếc rồi nè em, là khoảng chừng 50 phút tới 1 tiếng sau có mặt ở nhà. Cái đường Đại Lộ 3 với cái đường 11 con thì nó song song với nhau nè, là cô đi bộ 5 phút cũng tới đó cô. Ê, anh đang ở đâu vậy anh,
anh đây tới đầu đại lộ 3 rồi, đang quẹo vô nè em. Là đúng tiếng sau anh tiếng có mặt ở nhà đó. Một tiếng sau anh có mặt ở nhà. Có ít xích là nhiều á. Dạ đúng rồi vậy đó. Bắt đầu cái con mới bực cái cô Hiếu cứ 5 phút, kiểu như mình bực quá thì cứ 5 phút mình gọi lần, 5 phút mình gọi lần cho dằn mặt chơi cô. Cái con nói ủa cái đại lộ 3 nó ở đâu vậy? Tôi đi bộ nãy giờ chục vòng đại lộ 3 tôi chưa thấy anh đâu luôn. Anh lội bộ hay anh đi cái gì mà nãy giờ chưa thấy mặt anh? Rồi bắt đầu cũng gây lộn với cô. Về vậy nè cô. Không, tại vì mới kẹt xe trời, mới đụng xe tai nạn xong nó cản hết đường, đâu có đi được. Trời trời, là chiếc nó kẹt từ đầu cầu tới cuối cầu Nguyễn Công Tên ơi, hàng kia lũi anh đó. Nói chung là rất là nhiều lý do. Đó bây giờ dù anh có kẹt cỡ nào đi nữa thì từ đó lết vô chỉ có 5 phút thôi. Anh đi 20 phút là quá, này là một tiếng anh mới có mặt ở nhà là sao? Mà cứ cái tật đó cô. Nhưng lúc nào cũng có lý do hết. Lúc nào cũng có lý do tới giờ vẫn vậy. Nhưng mà khắc khẩu vậy thôi chứ mà hai đứa chỉ cách nhau xa nhau chừng tiếng hồi là nhớ đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ con mong muốn xã thay đổi điều gì? Chồng con là có đúng cái tính nhây với hay nói nhảm để mà con phải cọc lên thôi. Con quên con không tắt cái khóa điện thoại là vô Facebook con đăng nhảm lên cô. Đăng xàm xàm cô. Vậy á hả? Dạ, rồi xong. Mượn danh con đăng đó phải không? Dạ đúng thí rồi. Thí dụ đăng cái gì á? Đăng ba cái hình ngày xưa của con á. Con block Facebook chồng con bữa giờ cũng lâu rồi. Nói chung con với chồng con là con không có kết bạn. Mà bữa đăng á cô biết cứ lấy hình của con mà hình hồi nhỏ, hình ngày xưa mấy thời tin tin. Nhìn cái thời đó mình không có muốn đào lại cô hiểu không? Chồng con lấy chồng con để ảnh đại diện, để ảnh bìa xong rồi để cứ mở lên là thấy rồi bạn con comment vô con giận luôn. Bây giờ tình trạng mối quan hệ của các bạn trên Facebook là cái gì? Không có dây chung. Cặp này dễ thương quá. Dạ. Bởi vì không có gì mà phải khuyên hết trơn đúng không? Tại vì tụi con là quá hạnh phúc luôn rồi. Chị Kim Ngân, năm nay con 27 tuổi. Nghề nghiệp của con là kinh doanh hàng Thái ở thành phố Hồ Chí Minh à. Rồi mời con. Dạ, chào chú Hận, cô Hồng Vân, con Lê Duy. Thì con đang hiện tại là làm bên mảnh tài chính ngân hàng. Hiện tại con đang sinh sống ở quận 8 chung với vợ con. Ô Duy ơi, mà là con là bao nhiêu tuổi? Dạ, con năm nay 27 tuổi. 27 tuổi, dạ. Hai đứa hai chồng bằng nhau. Dạ. Chắc là đoán đi, đoán. Quen em, nhau. Em đoán chị khác đoán. Hai đứa này là đi học, học chung với nhau từ thời tiểu học, và tụi nó là có một cái thời gian coi như gắn bó với nhau từ tuổi thơ cho đến thiếu niên và bắt đầu quen nhau và yêu nhau và cưới nhau luôn. Đúng không? Dạ, tụi con là quen nhau lúc cuối năm lớp 10, là hiện tại là đã quen nhau được 12 năm. Bạn này cũng học chung với con luôn, là bạn ngồi đầu bàn, còn con là ngồi cuối bàn, nhưng mà đầu năm cho tới cuối năm là tụi con không có nói chuyện với nhau, tụi con không có quan tâm. Tới cuối năm luôn, bạn này mới nhắn tin cho một cái bạn chơi thân với con là một bạn gái. Thì bạn gái đó mới nói với con là bạn này đang tính cua bạn đó. Nhưng mà thật ra là bạn này là muốn tìm cách để liên hệ với con. Tại vì bạn gái đó là chơi thân với con nhất. Có nghĩa là giả bộ mượn bạn gái cái bắt cầu để mà, dạ, mà quen con đó đúng không? Dạ đúng rồi. Gì ơi, cái dạ, điểm nào ở Kim Ngân mà con lại muốn tiếp cận với bạn này và con lại thích bạn này? Con nghĩ là cái ánh nhìn đầu tiên nó quan trọng. Sắc ca về sắc ca không? Dạ. Giỏi và xinh đẹp. Dạ. Đẹp đúng không? Hiền. Hiền. Dạ. Hiền thì không hiền. Hiền thì không hiền. À không hiền. Dạ. Đẹp giỏi mà không hiền. Nhưng mà trong lớp của con là có, ngoài con ra là có đứa nào nó theo đuổi Ngân không? Con nghĩ là không. Có mình con rồi đúng không? Dạ. Chỉ có mình con mới nhận ra được cái vậy nét con, đặc biệt của Ngân. Vậy là con một mình một ngựa thì con đâu có phải chiến đấu với ai nữa. Dạ. Cho nên là chắc là con chinh phục bạn Ngân là không có khó lắm đúng không? Dạ, cũng cũng khó. Tại vì cũng phải mất 2-3 tháng. Ừ. Dạ. Ồ, nhưng mà cái mối tình học trò lúc đó là chắc cũng phải giấu giếm đó. Giếm. Giấu giếm bạn bè, sợ bạn bè nó chọc. Dạ đúng có rồi. Khoảng thời gian đầu tiên mà quen là con không có cho cái bạn gái bạn thân của con biết. Tại vì lúc đầu bạn nó nói là Duy á, Duy nhắn tin cho tao á, Duy cua tao đó. Nhưng mà bạn không biết là bạn này là chỉ có mượn bạn đó để cua con. Dạ đúng rồi, nên là hả, khoảng đó là quen nhau là tụi con giấu bạn cho đó. Bạn bè với lại cả là ba mẹ con cũng không có muốn là quen sớm lúc mà đi học, nên là cũng không có cho ai biết. Tới khoảng giữa năm lớp 11, mấy bạn mới thấy là sao hai cái người này đi học mà cứ sắp sáp vô nhau hoài. Đầu mọi người mới nghi ngờ, mới biết. Đến bao lâu thì cái bạn kia mới biết rằng là cái người mà Duy theo đuổi là con, chứ không phải dạ, là bạn kia? Dạ, chắc cũng giữa năm lớp 11. Lúc đó bạn ấy làm sao? Bạn đó với con chỉ chơi nhau luôn. Nhưng mà chắc bạn đó biết thì lúc ấy chắc tụi con công khai rồi đúng không? Dạ đúng chắc rồi. Lúc ở trường cũng biết rồi. Dạ. Gia đình tụi con biết không? Ba mẹ con thì lúc đó thì chắc chưa biết.
tầm khoảng con nghĩ là cuối năm 11 hoặc là đầu năm 12 á thì mới biết. Tại vì lúc đó tụi con đi học tụi con cứ sáp vô nhau nhiều quá nên là thầy cô cũng biết luôn, cái bị mời phụ huynh vô. Đúng rồi, thầy cô mới bắt đầu nói là anh chị coi lại cháu là vậy đó. Đó là gia đình con, còn gia đình Duy sao? Dạ gia đình con thì dễ, tại mẹ con cũng có chở Ngân về chơi với ba mẹ mấy lần. Thì ba mẹ con cũng dễ, cũng chấp thuận. Vậy mỗi lần đi chơi chắc phải lén đúng không? Dạ đúng rồi, đi chơi thì cứ phải đúng 10 giờ là phải về nhà. Tại vì sau 10 giờ là ba con sẽ gọi rất là nhiều luôn. Nhưng mà có bao giờ ba mẹ bắt gặp không? Dạ, ba mẹ bắt gặp là chưa. Dạ, chỉ có là con đi chơi về trễ quá thì ba con gọi hoài, xong rồi cái về thì bị la. Rồi suốt thời gian tụi con yêu nhau 12 năm vậy á, là ở bên nhau đủ 12 năm hay là có xa cách năm nào không? Dạ, tụi con là cũng quen nhau như vậy luôn. Là chỉ có chia tay một lần là lúc tụi con mới quen, là tầm lớp 11. Dạ, là chỉ có một lần đó duy nhất thôi. Dạ đúng rồi, sau này thì tụi con cứ quen nhau suốt như vậy. Nhưng mà có yêu xa không? Yêu xa đi thì học đại học xa. Yêu xa thì lúc mà bạn đi nghỉ vụ 2 năm á. Và con với bạn là yêu xa, là bạn ở trong chổng, còn con ở ngoài đây. Rồi coi như là ở ngoài này thì cô gái giống như là hậu phương đợi chờ á. Trong thời gian đó tụi con gặp được nhau mấy lần? Cuối tuần á là chủ nhật nào á là con cũng lên thăm bạn này hết. Mà con thì con kiểu không có biết chạy xe á, nên là con lên thăm bạn này thì em của bạn này chở con lên. Dạ. Nhưng mà hỏi Duy nè, cái trong cái thời điểm đó là lúc mỗi lần mà vợ của con lên thăm con á, rồi ở trong đó mọi người có bình phẩm hay có xì xầm hay có này này kia kia nọ không? Dạ có. Nói sao? Thì cứ nói là bạn gái mày đẹp quá. Đẹp mà thủy chung rồi ha. Dạ, 2 năm rồi. Trời là cứ thứ bảy chủ nhật là lên thăm. Dạ đúng rồi. Lên thăm lần vậy mua đồ nhiều không? Dạ nhiều, một lần lên mua cả cũng phải hai bao đó. Sữa mì con thằng mua bánh kẹo Thái. Nhưng mà lúc đó chú hỏi nè, lúc đó cả là... đơn vị được ăn đồ Thái không phải chị đúng ngoài đời mình không được ăn nè. Để thắc mắc cái này, lúc đó là còn trẻ quá chưa có đi làm chứ sao tiền đâu mua đồ Thái. Tại vì con là con đã khởi nghiệp từ lúc mà con học xong 12 á. Dạ là con bắt đầu kinh doanh, là kinh doanh đầu tiên của con là con bán son tự làm á, son handmade á. Dạ là con đi học làm son nên là con đã bắt đầu kinh doanh từ thời điểm đó. Trời dỗ quá vậy. Ôi như vậy là các bạn là yêu nhau 12 năm trời, không chia tay chứ ngoại trừ cái thuở coi như ấu trĩ ấu trùng. Ấu trĩ ấu trùng. Đó. Còn ngoài ra trong suốt 12 năm rồi, ngoài cái đó là bên không nhau. Là bên nhau, yêu nhau. Và đây là mối tình đầu của cả hai luôn đúng không? Dạ. Wow. Mà sao không cưới sớm mà để chi mà lâu dữ vậy? Đúng rồi. Tới 12 năm mới cưới gì vậy? Đi nghỉ vụ có 2 năm ra rồi. Dạ, dạ không, tại vì khi mà đi ra quân thì cũng có là tính sẽ cưới. Nhưng mà do lúc đó là dịch bùng tới. Cho nên là mới đây thôi. Dạ mới cưới đây. Là mà... có sống thử với nhau trước không? Dạ không, tại vì nhà con rất là khó luôn. Là tại vì con là chỉ đi chơi tới 10 giờ là về, với lại là ba con không có cho đi chơi qua đêm. Mà ngay cả đi chơi với bạn gái cũng không cho. Mà ví dụ mà đi bắn pháo bông mà 12 giờ thì 12 giờ 15 con phải về. Còn nếu mà qua 12 giờ 20 là ba con cũng sẽ chửi, sẽ la con. Rồi bây giờ thôi hỏi luôn đi, coi như là tổng hợp rồi. Luôn trong đúng suốt 2 năm và cho tới bây giờ luôn. Là bên nhau thì có những cái tật xấu gì nó lòi ra đó. Nhường cho nó trước đi. Nãy giờ thấy nó im ắng quá. Sao? Tật xấu của ấy là gì? Xấu của vợ con có cái tật là không có nhường người khác. Đã sai rồi mà còn hay nói lại. Càng với con hay là với tất cả mọi người luôn? Với con với lại mọi người trong gia đình luôn. Coi như càng á, cái tính càng á, càng quấy đó. Dạ, đúng không? Tức là hồi đó cũng vậy mà bây giờ cũng vậy. Dạ đúng rồi, hồi đó từ đó từ hồi lúc quen tới giờ. Như vậy là mỗi sai lần cũng không nhận là mình sai. Dạ, luôn. Mỗi lần con mà gây với cô ấy là con chỉ có thua với là kèo dưới thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Mà mỗi lần mà con nói lại thì sao? Con nói lại thì giận rồi này kia thôi. Mình phải sai thôi. Dạ đúng rồi. Rồi còn gì nữa? Cô ghen không? Dạ ghen. Ghen giang trời mây sông nước không? Giang trời mây sông nước không? Dạ ghen dữ lắm. Tại ví dụ như con gặp một bạn nữ mà đứng nói chuyện bình thường thôi thì lát hồi về cũng có chuyện. Là mệt. Dạ đúng rồi. Còn nhắn tin với bạn trong công ty hay là về công việc á là cũng nhắn hoài là cũng nói. Ví dụ như bây giờ mà là bạn nữ đó. Dạ nữ đó. Cứ khác giới là có chuyện. Rồi đồng giới là có chuyện không?
Có đồng giới không? Đồng giới không? Không có. Đồng giới mà ghen nữa là mệt lắm mà nghe. Vậy thì bạn bè của con trên Facebook đó là thành phần nam hay nữ? Đa số là nữ nhiều. Tại vì bạn... trong công ty con là đa số là nữ. À, à bạn Facebook của con. Mà mỗi lần con vô comment cho Facebook của phái nữ thì vợ con sao? Vợ con quản lý Facebook con luôn mà. Vợ con quản lý Facebook con luôn mà. Trời đó con, hiểu rồi đó. Con là không bao giờ hay như là comment coi như những bạn nữ rồi đúng không? Dạ. Rồi sao nè, có thích làm đẹp? Cái này cũng thích làm đẹp nhưng mà làm rất là lâu. Mỗi lần mà đi chơi mà ví dụ như 4 giờ thì cũng phải 5 rưỡi 6 giờ mới xong. Dạ, còn mặc đồ nữa là chắc 1 tiếng nữa là 3 tiếng. Thế sao mà làm chứ mà lâu dữ vậy ta? Mang dép hay mang giày thôi là đã nửa tiếng, 1 tiếng rồi đó. Suy nghĩ đó phải không con? Suy nghĩ là mỗi một lần đi lễ cưới là con cứ như xả vàng. Chừng nào bà kêu xong hết rồi con mới chuẩn bị đồ. Dạ đúng rồi. Dạ thì ngoài là mấy cái tính đó thôi chứ còn... Có hay chụp hình selfie rồi đăng Facebook rồi sống ảo không? Dạ cũng có. Ví dụ như mà đi ăn tiệc tùng á thì hay chụp lắm. Chụp xong rồi mới bắt đầu cho ăn. Ví dụ như đi ăn hai đứa bưng hai cái tô ra thì phải cúng Facebook. Em thì đang đói thì con lấy cái đũa với lại cái muỗng tính ăn. Khoan chụp cái rồi mới cho ăn. Khoan chụp cái rồi mới cho ăn. Đó cúng thần Facebook. Cái đó em cũng vậy mà nói gì. Không, bỏ thôi cái đó coi như là bệnh trào lưu. Bệnh trào lưu đi. Đó. Bệnh trào lưu hết thôi. Tha cho nó cái tội đó đi con. Rồi bây giờ con mong muốn em yêu của mình thay đổi điều gì? Thì con chỉ mong muốn là vợ con thay đổi là đừng có nghe lời người khác khuyên. Giống như là mình sai thì người ta khuyên thì mình nên nghe, lắng nghe. Là phải nghe chứ sao con lại là đừng nghe lời người khác khuyên. Em mong muốn là lắng nghe. Luôn luôn lắng nghe và rồi luôn luôn hiểu đúng nha. Rồi bây giờ tới con đó. Dạ. Tật xấu của ổng là gì? Nãy giờ ổng khui quá trời kìa. Hay quên đồ lắm, chứ chìa khóa xe đồ là hay vứt lung tung. Xong kiếm là hết thời gian mà đứng kiếm không cũng phải 20-30 phút. Mỗi lần vậy con có cọc không? Hơi bực bội. Cái là bây giờ cái hiện tượng gia đình nhà này đó là mỗi lần đi ăn tiệc là ông chồng ông chờ bà vợ 2 tiếng đồng hồ mới cắp. Nửa tiếng đồng hồ là bà đi thay giày thay dép. Bà thay xong xuôi rồi bà vợ chờ ngược lại ông này 1 tiếng rưỡi đi kìm chìa khóa. Là tới nơi là ta ăn món thứ ba tới nơi là người ta nghỉ. Rồi còn gì không nè? Dạ với lại là hay nóng tánh cọc. Tại vì kiếm không được cái đó là bắt đầu cọc lên. Tại vì tự cọc với bản thân mình luôn. Trời ơi. Trời ơi. Để đâu mà trời. Học tôi cũng bị. Tôi bị hoài luôn á thiệt á. Tự cọc mà tự chửi bản thân á nha. Rồi còn gì nữa nè? Có mê game, mê shopping gì không? Dạ là mê shopping lắm. Bạn này là suốt ngày cứ lướt Facebook. Xong rồi nói là em cái này đẹp quá, anh đặt cái này nha, em mua cho anh cái này đi. Thật ra là mua cho mình. Hay săn sale trên Shopee lắm. Mà shipper mà giao tới nhà không phải giao đồ cho con mà toàn giao đồ cho bạn này không. Nên mỗi lần mỗi sáng con thức dậy á, shipper gọi là con bắt đầu bực lên, con nhắn tin á, đặt cái gì nữa vậy, đặt cái gì mà sao không nói. Con bực mình lắm. Mê shopping hơn vợ. Rồi còn gì nữa nè, có mê game không? Mê game luôn. Ồ. Chơi game, chơi ngồi tập trung. Mà có nhiều khi là ăn cái đó ra mà cái món đó nguội luôn, vẫn còn đang bấm chơi game. Nghiện game quá. Cái đó là căn bệnh thời đại rồi, căn bệnh. Chưa có con cho nên là nghiện game dữ lắm. Con mong muốn chồng thay đổi gì? Dạ con mong muốn là thay đổi là bớt quên lại. Tại vì thời gian mình quên á, mình sẽ không có thể tập trung vào cái việc khác. Ví dụ như 20-30 phút đó mình có thể làm được một cái gì khác. Với lại là bớt shopping lại để dành tiền. Shopping nhiều quá. Mỗi lần mình shopping con nói vậy anh có muốn có con không? Tại vì có con là sẽ có nhiều thứ là phải để dành tiền. Bớt nóng tính lại, tại nhiều khi kiếm đồ không được cái xong rồi cọc lên, mà hay cọc với bản thân mình xong lát hồi cọc lay qua cho người khác luôn. Xong mà tánh con cũng nóng nữa, cọc lay qua con là con cũng sẽ cọc lại luôn. Trời ơi biết sao, hai đứa mới lấy nhau tụi con còn tới 1 năm tới 1.5 năm nữa để cọ sát với nhau á, cho nên tụi con phải hết sức là nhường nhịn nhau. Tại vì đừng có đứa nào cũng giữ bo cái cá tính của mình á, rồi mất công lắm. Mối tình 12 năm quá đẹp đi, bây giờ đến được với nhau rồi phải giữ nhau. Thì mong cho hai vợ chồng của tụi con sẽ tiếp tục yêu thương nhau, tiếp tục xây dựng một cuộc sống gia đình hạnh phúc bền chặt. Ông Phong và Quốc Thuận xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ Chồng Show. Bữa nay chị em mình còn không sao quá. Nên chị đầm thấm với sợ. Trời ơi, cái màu này rất thích nha. Chị cũng thích mà. Với cái màu này kia màu gì? Màu riêu. Không có màu riêu. Trời ơi, màu riêu nữa hả? Sao mà cái màu đẹp mà sao cái tên nó gọi sao cô kỹ quá vậy?
là sáng hơn nha em. Màu không, sáng mình cũng là riêu luôn đó. Nhưng mà riêu này là riêu sậm. Thôi mời chồng. Mời đi. Mời chồng đã đi. Chứ chị em đi lượn cho tới khuya luôn đó. Đi vậy ta. Mua cái đầu bông thì đẹp nha. Rồi, dạ, xin thưa quý vị, chúng ta hôm nay sẽ nghe những câu chuyện về tình yêu và về hôn nhân của hai cặp vợ chồng. Họ sẽ mang đến cho chương trình vợ chồng, họ sẽ mang đến cho chương trình vợ chồng son từ ngày. Mời quý vị hãy đến với câu chuyện đầu tiên của cặp vợ chồng Nguyễn Nhân. Trời ơi, dễ thương quá. Ủa, tôi tưởng chú quen. Cái chú trời ơi, trời ơi, tôi tưởng chú quen. Ta không phải, vậy nó chú rẻ kìa. Trời ơi, cái ghế này ngồi vừa không vậy? Không biết ngồi vừa. Vậy hả? Không có chịu không? À không, ngồi này được. Không là tôi cho lên kia rồi. Rồi, xin chào mừng hai bạn đến với chương trình Vợ Chồng Son. Rồi, mời hai bạn giới thiệu về mình. Xin chào chú. Chào chú. Chào cô, cháu là Hoàng, đến từ Phần Cầu cả. Cháu là Vũ Văn Hoàng, Hải Phòng. Người con 31. 31? Là Dương. Năm bao? Không phải. Hoàng. Hoàng, Hoàng 31 tuổi ở Hải Phòng. Vâng. Ồ, công việc của Hoàng là gì? Con ở nhà, con làm diễn viên, làm đạo diễn. Là sao? À, con làm diễn viên cho phục vụ kênh tức của bạn. Phục vụ cho nhà sản xuất đây nhá. Đúng không? Rồi, xin mời bạn. Dạ vâng, con chào cô Vân với cả chú Quốc Thần ạ. Con tên là Hương, con hiện giờ đang kinh doanh đặc sản vùng miền và thủ đô mặt trên TikTok ạ. Con cũng đến từ thành phố Ba Cụ Đỏ ạ. Tức là kinh doanh đặc sản vùng miền. Dạ vâng ạ. Tức là con kinh doanh thì đặc sản của Hải Phòng. 3T một điểm. 3T. Không, mà con là kinh doanh đặc sản của tất cả các vùng miền ạ. Tức là, dạ. Còn con đang có một cái hành trình là con đi tất cả các vùng miền trên đất nước mình để mà khám phá các đặc sản nơi đó. Thì trong tỉnh hành con sẽ chọn ra một đặc sản để con kinh doanh ạ. Là để kinh doanh. Chưa rồi, cô biết rồi, cô biết rồi. Cô biết nghe. Con bắt nó nếm thử cho nên nói. Trời ơi, sao mà chị em mình giống nhau quá vậy? Em định khó luôn. Em định khó luôn. Khổ thân thằng bé. Mình đúng rồi, mình đoán nha. Tôi đoán là chắc là trước khi cưới con thì mẹ có lẽ là cũng đi do đúng không? Mà từ khi là diễn viên là người cũng như nếm thử đồ ăn để mà giới thiệu sản phẩm là bạn ấy cũng mới phiền như vậy, đúng không? Không ạ. Cháu béo từ năm rồi. Ví dụ như là ở miền Nam đi, dạ. Thì con lựa chọn những cái đặc sản gì để mà con giới thiệu trên các sản phẩm? Dạ, hiện giờ thì con đang có dự án ở trong Cửa Đông Ba, đang hành trình ở trong Cửa Đông Ba ở Tây Nguyên. À, đến Đà Lạt đúng không? Dạ vâng, con vừa đến Đà Lạt, chưa đến thành phố Hồ Chí Minh ạ. Hồ Chí Minh sắp tới chắc con sẽ phát triển là con tìm hiểu thì thấy cơm cháy với Sài Gòn là đang nổi tiếng nhất. Đúng rồi, thì ở Bù Mê Thuột thì là cái gì? Dạ, giờ là con đang phát triển là ở Cửa Đông Ba ở Tây Nguyên. Đó là ở đấy là ở Gia Lai ạ. Gia Lai. Có gì là thịt bò. Những cái đặc sản nào mà con ăn chạy nhất ở trên sân của con? Dạ, giờ thì đang là thịt bò một nắm Cửa Đông Ba. Cửa Đông Ba. Nhưng mà con ở xa quá. Ví dụ như chú ở trong Sài Gòn mà muốn mua thì chắc là ship đợi lâu rồi hả? Dạ không, con bây giờ là trên TikTok thì là kinh doanh cũng phát triển rất là mạnh, chỉ tầm 2 đến 3 ngày là đã nhận được hàng. Nhưng mà 2 đó thì thực phẩm thì đâu thế nào? Không, con đang có anh bảo quản. Mình sẽ phải đóng thùng xốp để gửi đi cho đảm bảo. Là chuyến vừa rồi thì con đã có một hành trình là con bán vải sản đấy của Bắc Giang với cả của Hải Dương ấy. Ủa, đó thì là con cũng ship vào trong Sài Gòn mà con thật bất ngờ luôn là vẫn mọi người trong Sài Gòn nhận hàng vẫn còn tươi ạ. Hay quá. Rồi, kênh của con là gì? Là kênh của con là gia đình đặc sản ạ. Cái gì? Gia đình đặc sản. Gia đình. Chú lại hỏi chị. À. Bây giờ cháu nó nói chú không nghe được, chú lại hỏi lại cháu thì nó nói vẫn như thế thì nó không nghe được đâu. Trời trời, làm sao chú nghe được, chú phải hỏi chị. Chứ gia đình không lương lại cần gia đình. Gia đình đặc sản. Vâng. Cô sẽ cái gì cho con? Bà như mà đại diện làm hàng. Không, dạ, hai vợ chồng ạ. À. Thế
Đi. Có con chưa? Con đã có con chưa? Dạ, con thì giờ đang có 3 bé ạ. Thế là cũng đến 5 người, coi như là thương hiệu của đặc sản của Việt rồi. Rồi, rồi bây giờ nè, quay ngược thời gian để cho chương trình nghe thôi, như là hai đứa cơ duyên nào gặp nhau. Hai đứa trước thì cũng làm cùng công ty, còn về bây giờ còn 10 năm trước là hai đứa. Bọn con thì con nghĩ là chuyện của bọn con cảm giác như nó là một cái định mệnh ấy. Tức là bọn con ngày xưa là hồi mới lớn thì là tổng biết là chồng con thì mới có mười mấy, con thì hai mấy. Đó thì là làm cùng công ty. Sao là con mười? Con lớn hơn. Dạ vâng ạ. 4 tuổi. À lớn 4 tuổi. Chưa có biết tuổi. À. Nhưng mà rất là mộ là chồng con bị giả con mười. Ông các bạn là mình lấy mà mình yêu 12 tuổi mình cũng phải cố gắng mình ra đi chứ con phải chém rồi. Đó là hy sinh trời trai. Thiệt thòi đấy vợ. Mình đã lỡ rồi mình cố gắng mình ra một tí chứ không phải là anh có biện hộ. Không, nếu mà cô ông tin cũng đã con chỉ 3 phút 15 giây là chết đi. 3 phút 15 giây. Tôi chờ anh 3 tiếng. Rồi sao nè? Để cho nghe cơ duyên nào. Lúc đó bọn con làm cùng hai vợ chồng con thì làm cùng công ty với nhau. Thì là lúc nào lần đầu tiên gặp chồng con, trời ơi, lúc đó chồng con rất là ốm, tức là chưa có béo mà như giờ, con bảo trời ơi, sao cũng phải đẹp trai như vậy, tức là trong lòng thì cũng rất là thích rồi. Nhưng mà chồng con thì con thấy là cũng hay hỏi thăm, trò chuyện với con. Chứ mỗi người làm, con làm trên văn phòng, và chồng con thì làm ở dưới kho. Là công ty đó, công ty là gì? Dạ, đấy là công ty. Rồi, là sao nào? Dạ. Ờ thì cháu con cũng hay lần lá ra nói chuyện, bắt chuyện làm quen. Thì là thì con thì là con cũng thích thích rồi đấy. Thế là lấy nhưng mà... Bạn cũng cần sai sự thật thế nào? Thế à? Không, mẹ con tâm chính đi. Con ở dưới kho, bạn này bạn ở văn phòng hay bạn xuống hay xuống cho con bạn xin đồ cho con. Lời nào con chịu lên trên đấy đâu. Nhưng mà là xuống xin đồ là có lý do là muốn gặp cái anh này. Vâng, đúng rồi anh vâng. Kể cái gì trước truyền hình mình kể kia cũng cam kết rồi mình kể cho đúng. Là cô nghe là vợ con. Nó nói là nó thích con. Rồi gặp là thích liền. Đúng, mới bảo là con hay xôn viên lên trên. Thật ra là sai. Là vợ con nghe xuống kho đúng không? Vâng, đúng phải kể đúng. Nhưng mà cái nghề là hai đứa làm chung với nhau. Vâng. Nhưng mà lần đầu tiên gặp con và chồng con thấy là lúc đó là con ốm. Và cũng sinh trai. Đấy là nhưng mà cái công ty mà con lên là xin đồ ăn là không đúng. Mà là cô ấy xuống mò men xuống dưới kho để mà gặp con. Cứ giả vờ xin cái giữa con quản lý kho đế, kho vật tư. Rồi bây giờ ấn tượng đầu tiên. Bóng là con phải xuống con xin. Ấn tượng đầu tiên của vợ nhiều mẹ đó là thấy có cảm tình. Thấy còn mẹ để trong mắt thôi. Để khen thường không để cho mắt luôn. Anh nói thật đi. Nói thật nghe. Anh phải nói thật chứ. Nói chung là phải 1-2-3 lần chứ không phải đầu đầu tiên đâu. 1-2-3 lần. Công ty trên văn phòng cũng hiếm. Hiếm mặt nước xinh gái. Nhưng mà hai đứa có đến được với nhau. Dạ. Đó thì con thấy là cũng rất là lúc đó thì bọn con tức là cũng chị em thì là cũng đầu tiên thì là chưa bao giờ biết được. Sau khi biết được là quen nhau thì vợ con lại học cũng phải học cùng lớp đại học với chị gái con. Yeah. Về chị cũng bảo là thế mới thân thân được nhớ là thế mới có cũng phải chơi nữa là thôi cứ nói chuyện thôi. 2-3 tháng sau rồi thấy bạn này không lấy vợ con đâu nữa cả. Biết là con nghỉ làm ở đó đi đâu làm cũng từ lúc đấy là mất liên lạc mà cũng nói chung là ngày đấy con tại mà chơi nên là không để ý đến số mà vâng đúng rồi điện thoại ngày đấy cứ xin điện thoại cứ dùng cứ xin tết cứ dùng mà mất đi à rất là mất thì em hỏi nè tại sao lại làm tự nhiên rồi nghĩ gì dạ thì là cũng bạn này bạn ấy kể thì là hôm ấy tình cờ thì là bạn ấy dẫn con về nhà bạn ấy chơi thì là tự nhiên vào nhà gặp bạn ấy trời ngại quá là gặp đúng chị gái và chị gái này là bạn thân của con chị gái của bạn này là bạn thân của con đó thế là mình bảo thôi học mấy giờ làm sao có thể bước qua được cái
thế là thôi. Được, thế là thôi, con cũng coi như là thôi. Không có riêng, không nói chuyện trò thứ gì nữa. Rồi con không nghỉ làm thì con cũng không có nhắn tin mà cũng chào tạm biệt bạn ấy. Thôi là dứt luôn. Dạ, dứt luôn ạ. Dứt luôn, trong thời gian đó không đi đâu, không làm gì. Thì con trưởng công ty ạ. Được. Con trưởng công ty thì là sau đó thì con chuyện trò. À, tức là con có... Rồi, dạ. Ok, con nói vậy. Rồi sao nữa, rồi bao lâu thì lại được? Mỗi lỗ là 15, 15 năm, 15 năm rồi không? Tức là bạn có người yêu chưa? Tức là gặp thì con phải có người yêu với chiếc tay người yêu cũ. À, chú thì định hỏi là nàng ấy đi với chồng, nàng này có đi với vợ không? À không, con không lấy vợ. Không lấy vợ, chỉ để cho gái thèm chơi đúng không? Vâng, đúng rồi, đánh đập chân. Rồi 7 năm sau thì tại sao lại là có một cuộc họ bộ tôi duyên nào? Dạ vâng, thì thực sự là cái cuộc hôn nhân đầu tiên của con ấy thì là cũng không được hạnh phúc. Thì là con cũng vội vã theo chồng vào cuộc chơi. Thế là lấy chồng sinh con thì được bé cả con được tuổi thì là hai vợ chồng con cũng đi thân. Tình cờ thì hôm đó thì con lướt Facebook thì là cái thời gian đó thì Facebook mới rộ lên thì là sẽ là mình sẽ đi tìm kết bạn với tất cả những bạn bè cũ của mình ạ. Thì là đầu tiên là con kết bạn với cả chị gái của Hoàng vì là bạn đấy là bạn thân của em con mà. Thì là kết bạn với bạn đấy thì là cũng theo dõi bạn đó thì trò chuyện. Thì một ngày đẹp trời thì thấy bạn ấy lúc ấy cũng quên bạn bằng bạn quên bằng Hoàng đi thì lúc đó mình cũng đâu có tâm trí để nhớ đến những người bạn cũ đâu. Đang buồn đúng không? Dạ vâng ạ. Thì tự nhiên hôm nay thấy chị gái đăng cái Facebook là chúc mừng sinh nhật em trai đó. Lại nhìn thấy ông? Dạ vâng ạ. Và con nhìn thấy ông rất là khác hoàn toàn. Chứ trước đây rất là tự nhiên phát tướng, béo đó. Thế là con mới dạy bảo sao bây giờ lại khác vậy. Thế là con mới mò vào Facebook, con lướt, con xem. Sau đó ai nhắn tin trước mày? Thế như là nhắn tin luôn. Con là người chủ động, con là người chủ động nhắn tin. Thế là con là người chủ động em đi bút của anh. Là cũng là người chủ động nhắn tin ạ. Dạ vâng. Thì tự nhiên trong một cái người mà trước đây mình đã quen 7 năm sau đó thì quên bất bất ngờ là lúc ấy thì con cũng đang mới chưa đây được 3 tháng. Lúc con đang bảo không, lúc chỉ có chơi điện tử thôi, là chơi game ấy. Nhưng mà công việc của con lúc đó là... À, ngày đấy con đang đi học. Con đang học để con đi chuẩn bị đi tàu luôn. Con đang đợi ra bằng để con đi lên tàu, con đi tàu đấy. Đi nước ngoài luôn là sao? Vâng, đúng rồi, đi tàu nước ngoài. Lúc mà bọn con gặp lại nhau thì là... Đúng rồi, làm quen với nhau là thời gian là chồng con cũng chuẩn bị đi tàu. Đó thì thời gian để gặp nói chuyện nhau thì nó cũng rất là ngắn. Rồi sao? Rồi còn Hoàng đi rồi sao? Lúc đấy con cảm giác như chồng con như kiểu là sống gấp ấy. Hãy kể đi, kể ra anh nhắn tin dồn dập suốt ngày làm việc đem làm. Ủa nhưng mà khi mà gặp lại thì nhìn thấy hình ảnh cô ấy thì so với 7 năm trước thì cô ấy có ngoại hình. Nó là hình tiền không? Không ngoại hình như vấn đề. Có hơn, giống như là phụ nữ có tuổi thì có... Con trong mắt đúng rồi. Con đang chỉ nói như thế, con đang định bảo cái có tuổi thì có lẽ là nhưng mà vì có con là nó thành ra đổi thực đấy. Vâng, là tới tắt luôn. Vâng, nhưng mà cũng phải biết được tình hình đột biến như nào lắm hết mọi thứ, đánh đánh nhiều đập, đánh phủ đầu. Nhưng mà anh kể là thế này vì sao mà trước đấy ngày xưa anh không tưởng đồn rằng tự nhiên đến lúc phải đi làm gì đấy. Đó phải kể. Anh chia sẻ với cả cô chú ở đây, anh bảo là vì rằng bên ngôn hoặc là cô bên chồng là chị gái mình mà là bạn thân của chị nên làm sao mà vượt qua nổi không? Nhưng mà tại vì sao em đến bây giờ em vẫn chưa hiểu tại vì sao mà đến lúc mà gặp lại em hỏi là em cứ hỏi sao nên em hỏi thì lúc rồi có đấy em kêu thằng đó em hỏi rất là nhiều lần nhưng mà em không hiểu lý do tại sao đến lúc gặp lại nó như dồn dập xong tấn công qua và tới đây thì chị em tôi cũng rất nói thật từ chia sẻ là cũng ở chú nhập ra em đi chăm sóc cũng thôi nhiều mối mất mối này còn hai ba mối khác nên là cũng không để tâm nó lắm nhưng vẫn là cũng thôi nhưng mà lúc đấy cái lúc mà gặp lại những người cũng là chống trải thật cũng đều đang mới chia tay người yêu xong nên là gặp bạn này đưa quyết định bất ngờ cái lúc đấy khả năng lúc mà khó khăn là khó khăn nhất mà bạn đang đến mình. Mình trân trọng.
trân trọng là cũng không có cái lại là một phần chắc là con cũng nghĩ là mình sắp lên lên trên biển rồi. Dạ vâng đúng đúng. Ở đây nó là chưa lên cô phần nhỏ cô đến đây cũng đang đất bằng đấy, đang đất bằng ra nhưng có mất mấy tháng để bảo là hay là một cái trong cái. Vâng, nó xong biết chia sẻ cũng câu chuyện của bạn chia sẻ cũng ôi bảo sắp mấy năm gặp mà sao gặp nhiều vấn đề lớn cố và có thương tương rồi sao rồi cái việc mà hai nước coi như là đầu có những mối quan hệ khăng khít hơn là có nhanh không? Còn cái con chia sẻ là số phúc phải đang chỉ cho con mấy tháng thôi là gặp lại nhau thì là chỉ còn mấy tháng nữa thôi là chồng con cũng lên tàu rồi. Ừ. Thế đây là một cái là cũng khá là nhanh. Phải nhanh nữa. Ừ, thế rồi nhanh thì là bằng cách nào để có thể tận dụng được cái thời gian đó quá. Thì nói chung là cũng tranh thủ luôn, bạn con thì làm quốc xa cách cái chung là ở Hải Phòng có Đồ Sơn, mà từ Hải Phòng đi xuống Đồ Sơn cũng ra tranh thủ cũng vừa là lý do để mình tán gái vừa là lý do ở gần nhau thôi. Con ngày nào phi xe 20 cái giờ đưa bà con đi làm không đón bà con về nhà. Vâng. Sai rồi ở chung với nhau luôn đi cho nó đỡ phải đưa đón được nè. Thật ra là lúc đấy là bà con mới đi thân sau nha. Không muốn cái gì nữa đó. Nhưng mà vậy thì gia đình hai bên có biết không? Gia đình cũng chưa biết. Chắc chắn là bên gia đình con là con sẽ giấu rồi đó. Dạ vâng. Đúng không? Bên nhà chồng con là lúc đó là có cái gì ạ? Vâng, chị gái con đấy cũng phát hiện ra trong cái lúc thì... Thế là bọn con hôm đấy thì là... con chị ấy cũng rất là tinh ý. Con không hiểu là sao chị biết được là con với cả Hoàng để gặp lại nhau. Thì con chỉ đang thích thôi, tức là anh không hề đăng ảnh em lên đúng không? Có đăng. À, chị gái phát hiện. Và cái chị nhìn Facebook chị phát hiện, nên là cảnh báo là thứ nhất. Có cảnh báo là